Không thể phủ nhận là phương pháp giảng dạy trực tuyến vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và chưa thể thay thế hoàn toàn giảng dạy trực tiếp ở các trường đại học với điều kiện như hiện nay. Nhưng rõ ràng đào tạo trực tuyến là xu thế chung của thế giới. Theo đó, thì với phương châm khuyến khích các trường đại học trên cả nước tự chủ trong đào tạo trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành thông tư 12 vào năm 2016 với nội dung là quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức đào tạo qua mạng. Và rõ ràng, giáo dục trực tuyến cũng có nhiều lợi thế hơn so với giáo dục truyền thống khi mà xã hội ngày càng phát triển. Xu thế học online còn là phương thức được các đơn vị sử dụng nhằm kết nối cũng như tiệm cận với chương trình học quốc tế. Tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, 2 trên tổng số 15 môn trong tiến trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh được thiết kế học trực tuyến với chương trình học của các trường hàng đầu ở Mỹ. Chương trình online này thì mình được là các giáo sư của các cái trường đại học danh tiếng của Mỹ giảng dạy, thì các cái bài giảng ấy thì trong quá trình học mình cảm thấy là rất là hữu ích, có người ta giảng tức là rất là sinh động trực quan và có những cái ví dụ cụ thể gắn liền với thực tế. Trong tiến trình số hóa các nội dung để thu hẹp các khoảng cách và đa dạng hóa các hình thức học tập, hợp chuẩn cạnh tranh quốc tế trong nội dung. Rõ ràng giáo dục trực tuyến không chỉ là cách thức dạy và học theo xu thế số hóa nội dung của thời đại 4.0, mà được xây dựng trở thành cách thức học tập với những giá trị cạnh tranh cao khi học viên phải học thực mới đạt được chứng chỉ theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.